Ơi, hôm nay con có chuyện muốn thương với ba má. Có chuyện gì vậy con? Sao nhà thôi? Đưa lại con, rồi dưới đây là con. Chuyện này không biết là ba má nghe xong chắc buồn, con có khả năng đột tử như mình. Con vậy cũng nói. Con chưa tin quá à. Chắc là con nói sao? Dạ, con sáng nay con mới được nghe hội thảo bên tư vấn ngành học đó ba má. Bà xin sao con nghĩ mà con học đi đi con. Cái gì nè? Dạ, con muốn học lớp ba mà con còn muốn học cái trường mà nó con bảo đảm là đừng con học trường đó là mai mốt là con lấy có tiền con mua nhà lầu xe hơi cho ba má liền nè. Bây giờ con muốn học trường nào? Dạ, cái trường đó là trường đại học quốc tế ba má. Nghe nói con gái em nó đẹp mà giàu lắm không con? Dạ đúng rồi, đó lý một con là đủ chế nợ rồi. Con ráng cố gắng thì con ba cho con đi học với con. Này này, cái ông này ông nói gì vậy? Bây giờ ông phân tích đi cái trường đó. Một con cái nhà giàu, nhà đại gia mới vô học đấy. Giờ ba má nhà nghèo, cái này mà áo bá quần rách nè. Tiền đâu mà nuôi con nổi. Con phải hiểu cho ba má chứ. Nhưng mà con nghe nói là ở đó cơ hội kiếm việc làm tốt lắm. Ba má ơi, giờ tốt nghiệp là có việc làm mà giờ ba má cứ ráng dây nóng cho con học đi rồi mai mốt con cày lại trả nguyên nợ cho ba.